Tổng thống Putin tuyên bố thất bại chiến lược, đồng nghĩa với sự kết thúc của nước Nga. Ukraine cay đắng thừa nhận về hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Romania quyết định chuyển hệ thống Patriot tới chiến sự Ukraine. Chuyên gia nhận định phương Tây lo ngại kế hoạch đáng sợ tại Bắc Cực. Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 20 tháng 6, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận, phương Tây phải nhận ra rằng việc đánh bại Nga không những khó xảy ra, mà còn không thể thực hiện được do sự đoàn kết của người dân. Những người hiểu rằng điều đó sẽ đánh dấu sự kết thúc của lịch sử hàng nghìn năm của đất nước. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga đã đề cập đến vấn đề các cường quốc phương Tây làm tăng nhiệt cuộc xung đột Ukraine thông qua việc leo thang dần dần. Ông Putin nhấn mạnh, rõ ràng là họ mong đợi chúng ta sẽ sợ hãi vào một lúc nào đó. Nhưng đồng thời họ cũng nói rằng họ muốn đánh bại Nga về mặt chiến lược trên chiến trường. Điều này có ý nghĩa gì với Nga? Đối với Nga, điều này có nghĩa là sự kết thúc của tư cách nhà nước. Điều này đồng nghĩa với việc kết thúc lịch sử ngàn năm của nhà nước Nga. Tôi nghĩ điều này là dễ hiểu đối với mọi người. Mặc dù ông Putin liên tục thừa nhận bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại. Ông vẫn khẳng định rằng Moscow sẽ buộc phải tự vệ bằng mọi phương tiện sẵn có nếu sự tồn vong của đất nước bị đe dọa. Trở lại năm 2018, chủ nhân Điện Kremlin đã có câu nói nổi tiếng rằng với tư cách là một công dân Nga và là người đứng đầu nhà nước Nga, tôi phải tự hỏi mình, tại sao chúng ta lại muốn một thế giới không có Nga? Mỹ và các đồng minh đã chuyển vũ khí, đạn dược và thiết bị sang Ukraine trong 2 năm qua, đồng thời khẳng định họ không phải là một bên trong cuộc xung đột mà muốn gây ra thất bại chiến lược cho Moscow. Trong những tháng gần đây, Washington, London và các thành viên NATO khác tuyên bố họ sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với việc Kiev sử dụng vũ khí chống lại Nga. Trích dẫn sự cần thiết phải gửi một thông điệp cho phương Tây. Tháng trước, Điện Kremlin đã ra lệnh cho quân đội tiến hành các cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân, phi chiến lược. Ngày 20 tháng 6, khi được hỏi liệu Nga có thể thay đổi học thuyết hạt nhân của mình để bao gồm một điều khoản về khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu hay không, ông Putin nhấn mạnh rằng điều đó là không cần thiết. Ông nói, chúng ta chưa cần tấn công phòng ngừa vì đối thủ chắc chắn sẽ bị loại bỏ nếu tấn công trả đũa. Giám đốc điều hành công ty năng lượng Ukraine Yazno thuộc tập đoàn Dtech Sergey Kovalenko mới đây cho biết, hệ thống phòng không Patriot mà phương Tây cho biết có thể chuyển giao cho Ukraine không giúp nước này bảo vệ được 100% các cơ sở năng lượng. Ông Kovalenko không thể bảo vệ được 100% bất cứ thứ gì khỏi việc bị bắn trúng, kể cả các nhà máy nhiệt điện. Ngay cả khi đặt 4 tổ hợp Patriot ngay cạnh mỗi nhà máy cũng không bảo vệ được 100%. Còn việc che chắn các nhà máy nhiệt điện, thậm chí cả nhà máy thủy điện bằng phương pháp bảo vệ vật lý là không khả thi. Trước đó, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã thông báo về ý định của Mỹ chuyển hàng trăm tên lửa sang Ukraine để cung cấp cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAM như một phần của chính sách tái ưu tiên nguồn cung cấp. Theo ông Kovalenko, các nhà máy nhiệt điện có kết cấu bảo vệ tránh các mảnh vỡ, nhưng kết cấu đó cũng không có tác dụng khi 6 tên lửa cùng bắn vào một tổ máy. Ngày 7 tháng 6, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết có hơn 70% các nhà máy nhiệt điện ở nước này không hoạt động được. Đồng thời, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Dtech của Ukraine Maxim Tinchenko cũng báo cáo rằng công ty đã mất khoảng 86% công suất phát điện. Trong khi đó, ngày 20 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cũng thừa nhận đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine chỉ trong một đêm, nói rằng quân đội đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không và máy bay không người lái, tất cả đều đã đạt được mục tiêu tầm xa dự định của họ. Bộ này cho biết thêm, hoạt động này được thực hiện để đáp trả những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm phá hoại các cơ sở năng lượng của Nga và nhằm vào các địa điểm của Ukraine được sử dụng để sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự. Nhà điều hành hệ thống truyền tải điện thuộc sở hữu nhà nước Ukraine Go đã báo cáo thiệt hại ở một số vùng trên đất nước, bao gồm cả vùng Kiev, nơi cung cấp điện cho thủ đô. Họ tuyên bố cuộc tấn công của Nga là lần thứ 7 kể từ ngày 22 tháng 3 và sẽ dẫn đến những hạn chế hơn nữa về tiêu dùng. Việc cắt điện luân phiên đang được áp dụng trên toàn quốc để giải quyết tình trạng thiếu công suất phát điện ngày càng tăng, công ty nói. Để giải quyết sự thiếu hụt trong hệ thống năng lượng, chúng tôi phải nhập khẩu và viện trợ khẩn cấp từ châu Âu. Bên cạnh đó, công ty cho biết thêm, trong 24 giờ qua, Ukraine đã nhận được hơn 27.000 MWh từ Romania, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Moldova.
Kể từ tháng 1 năm nay, Kiev đã cố gắng tấn công các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái cảm tử tầm xa. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow đã quyết định tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công đó. Nhà lãnh đạo Nga nhận định, các hoạt động như vậy bắt đầu sau khi thời tiết trở nên đủ ấm để việc mất điện không gây ra mối đe dọa nhân đạo đáng kể. Theo các quan chức khu vực, thiệt hại đối với các cơ sở dầu mỏ là do máy bay không người lái ở vùng Tambov và Andiki gây ra. Gần đây, Đức đã tặng khẩu đội Patriot thứ 3 cho Ukraine, trong khi Hà Lan cung cấp các linh kiện như radar và bệ phóng, còn Italy cung cấp hệ thống SAMTE. Khi các cuộc thảo luận nảy sinh về việc tăng cường phòng không cho Ukraine, sự chú ý chuyển sang Romania, quốc gia láng giềng được trang bị hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Sự phát triển này đã được các nhà báo địa phương nhấn mạnh vào tháng 5 năm 2024 trong chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Romania Klaus Iohannis. Trong chuyến công du chính thức tới Mỹ hồi tháng 5 năm 2024, Tổng thống Romania Klaus Iohannis xác nhận khả năng triển khai một trong những hệ thống Patriot của Romania ở Ukraine. Trong số 3 hệ thống hiện đang hoạt động ở Romania, hệ thống đang được sử dụng sẽ không phải là hệ thống được gửi tới phía đông để hỗ trợ Ukraine. Phương Tây đến nay đã công khai cung cấp cho Ukraine 4 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, gồm 3 tổ hợp của Đức và 1 từ Mỹ. Việc Romania quyết định gửi 1 Patriot cho Kiev sẽ nâng tổng số hệ thống Patriot mà nước này nhận được lên con số 5. Romania đã mua 7 hệ thống phòng không Patriot, trong đó 4 hệ thống đã nhận được và 3 hệ thống còn lại vẫn đang được thảo luận. Việc mua lại này trị giá ấn tượng 4 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu khoản đầu tư quốc phòng quan trọng nhất trong lịch sử Romania. Điều quan trọng cần lưu ý là các hệ thống Patriot đang hoạt động của Romania được trang bị các thành phần tiên tiến. Những thiết bị này đã được thử nghiệm trong chiến đấu và có khả năng chống lại một loạt các mối đe dọa trên không hiện đại. 4 khẩu đội Patriot của Romania được cấu hình theo tiêu chuẩn BAC-3+ của Mỹ, bao gồm BAC-2 GMT và tên lửa BAC-3 MSE mới hoạt động gần đây. Một trong những điểm khác biệt chính giữa BAC-3+ và các hệ thống Patriot trước đó như PAC-2 và PAC-3 là thiết bị đánh chặn cải tiến phân đoạn tên lửa MSE được cải tiến. Thiết bị đánh chặn này có động cơ lớn hơn và khả năng dẫn đường tốt hơn, giúp nó có phạm vi hoạt động, tốc độ và sự nhanh nhẹn hơn. Điều này làm cho nó hiệu quả hơn trước các mối đe dọa tiên tiến, bao gồm cả tên lửa đạn đạo cơ động. Hệ thống PAC-3+ cũng có công nghệ radar tốt hơn. Nó sử dụng radar AN-MPQ-65. Loại radar này tiên tiến hơn radar AN-MPQ-53 cũ ở các phiên bản trước. Một nâng cấp khác trong PAC-3+ là hệ thống chỉ huy và điều khiển. Bây giờ nó mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Hệ thống này có thể hoạt động với các hệ thống phòng không và tên lửa khác, tạo ra một mạng lưới phòng thủ phối hợp chặt chẽ hơn. Khả năng tích hợp này rất quan trọng đối với các hoạt động quân sự hiện đại, nơi các hệ thống khác nhau cần phối hợp nhịp nhàng với nhau. Hệ thống phòng không Patriot BAC-3+ là một cải tiến lớn so với các phiên bản trước đó. Hệ thống đánh chặn tốt hơn, radar tiên tiến, khả năng chỉ huy và kiểm soát được cải thiện, khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ trong chiến lược phòng thủ của quân đội Mỹ. Những nâng cấp này giúp PAC-3+ chống lại hiệu quả các mối đe dọa hiện đại, bảo vệ cả mục tiêu quân sự và dân sự. Mới đây, các chuyên gia nhận định, tình hình địa chính trị đang thay đổi nhanh hơn khí hậu, sự quan trọng của việc phát triển tuyến thương mại mới thu hút sự chú ý của cả Nga và Trung Quốc. Theo tạp chí Economic, cả hai nước đều có những kế hoạch đáng sợ đối với Bắc Cực. Giờ đây, khi giao tranh đang hoành hành ở Ukraine, tham vọng về hàng hải quanh năm ở Bắc Cực và tạo ra con đường tơ lụa mới dường như quá sớm. Hơn nữa, sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Liên bang Nga càng củng cố thêm sự ngờ vực của phương Tây đối với kế hoạch của cường quốc châu Á về phương thức vận tải hàng hóa từ đất nước châu Á này. Nhưng Trung Quốc sẽ không rút lui khỏi Bắc Cực, Bắc Kinh vẫn nhìn thấy cơ hội ở đó để tăng cường ảnh hưởng và thu lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Trong tình hình hiện tại, thật khó để tưởng tượng dự án con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc được trình bày vào năm 2017 khi điều kiện địa chính trị hoàn toàn khác có thể phát triển ra sao. Đây là một ý tưởng tuyệt vời vào thời điểm đó khi sử dụng tuyến đường biển Bắc Cực. Hàng hóa từ Thượng Hải đến Hamburg có thể chỉ mất 18 ngày so với khoảng 35 ngày cần thiết khi qua kênh đảo Suez. Tuyến đường này còn thuận tiện hơn bởi nếu gặp sự cố tắc kênh đảo Suez hay những cuộc tấn công của nhóm vũ trang Houthi, tàu biển sẽ buộc phải vòng qua mũi Hảo Vọng làm tăng vọt thời gian cùng với chi phí. Tuy nhiên, con đường đến châu Âu lại chạy qua Liên bang Nga,
còn bản thân Trung Quốc đã thay đổi và đang trong tình trạng lạnh với EU. Do vậy, kế hoạch của Bắc Kinh và Brussels với hy vọng tạo ra một cửa ngõ từ châu Á đến cựu lục địa sẽ không thể trở thành hiện thực. Như tờ Economic viết, Nga có thể đã từng cảnh giác khi lôi kéo Trung Quốc vào việc phát triển Bắc Cực, nhưng bây giờ Moscow hoan nghênh sự giúp đỡ từ Bắc Kinh trong bối cảnh rạn nứt với châu Âu. Các chính phủ phương Tây từ lâu đã cảnh giác với hoạt động của Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực, lo ngại rằng ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của các nước này trong khu vực sẽ mang tới cho họ nhiều nguy cơ, tạo cơ hội cho sự hiện diện quân sự bí mật. Trong trường hợp này, yếu tố thương mại chỉ có thể là cái cớ.